Hey hey hey, mọi người mọi người đến với kỳ giải trí Đậm Phun TV lại là Hà đây. Và lần trước Hà đã làm có một cái video, một cái topic nói về những cái combo, những cái tổ hợp nấu hương mà Hà rất là yêu thích trong nước hoa. Thì bây giờ Hà cũng sẽ làm một cái video tương tự như vậy, nhưng mà ngược lại nha. Và những cái tiêu chí mà Hà sẽ né khi mà mua nước hoa lên tới công chuyện thôi. Let's go. Ok, và vô công chuyện thẳng luôn thì video này á, nói chung là Hào chỉ nêu về cái gu cá nhân của Hào thôi, và đây chỉ là những cái sở thích riêng của Hào. Có thể là cái gu thời trang cũng như là gu ăn mặc và ngoại hình của mọi người nó sẽ thể hiện được tốt cái nốt hương đó hơn là so với Hào, bởi vì nó là gu của mọi người ha. Nên vô công chuyện đầu tiên đó là một hương hoa, mà hương hoa này thì chắc chắn xuất hiện rất là nhiều từ nam cho tới nước hoa nữ luôn, đó chính là hoa lavender, ỏi hương. Bởi vì cơ bản á, mùi ỏi hương nó sẽ lên một cái mùi green, nó hơi xanh, nó không có ra mùi hoa tím, nhưng mà nó sẽ hơi bị kiểu như là nó hơi bị nhói mũi á, nó bị bén, nó bị sharp á. Lâu lâu nó sẽ ra cái vai lỏng, một là mùi hairspray, mùi kiểu như thuốc xịt tóc hồi xưa nè. Thứ hai nó sẽ ra những cái mùi như là mùi bubble shop, kiểu như là mùi old school, mùi nó hơi cổ điển một xíu á. Cả hai cái vai họ đều không thích hết luôn, nên đó là lý do mùi hương hoa top một mà họ ghét chắc chắn sẽ là mùi lavender. Nhưng mà khi mà lavender kết hợp với những nốt hương khác như là mùi white floral hoặc là citrus này nọ, hoặc là những cái mùi gỗ hay gì đó, nói chung là có sự pha trộn giữa nhiều nốt hương với nhau thì nó giảm đi cái độ mùi nồng của mùi lavender thì Hà sẽ thích. Chứ còn mà nếu mà đúng thuần lavender chủ đạo thì Hà sẽ không thích nha. Nói chung là rất là ghét mùi lavender luôn. Tiếp theo, một mùi nữa Hà không thích đó chính là mùi wood hoặc là incense. Và hai mùi hương này Hà sẽ cho đi cặp với nhau, bởi vì là hai mùi hương này rất là xuất hiện nhiều ở trong những cái chai nước hoa của nhà Trung Đông. Đặc biệt giống như là mình có Afnan hay là những có những nhà, nói chung là cái nhà là theo gu Trung Đông này Hà sẽ rất là không thích. Đặc biệt là nhà Montel. Bởi vì mùi wood thì cơ bản nó nghe Hà luôn luôn Hà thấy nó bị già, nó hơi bị kiểu biết là nó sang trọng á, kiểu biết là nó kiểu như là quý phái, xong rồi có những cái vibe nó sẽ là giàu sang, nhưng tôi sẽ Hào cũng thích. Và còn một cái điều nữa mà Hào rất là hay gặp phải khi mà Hào sử dụng những cái chai nước hoa có mùi út á, đó chính là bạn Hào nó sẽ hay nói là mũi mày xịt cái mùi gì mà giống nhân sâm quá vậy. Nhân sâm, cái chữ nhân sâm là cái từ mọi người hay nhắc tới mỗi khi mà Hào sử dụng những cái chai nước hoa có mùi út, đặc biệt giống như là nước hoa nhà Initio nè. Và cái chai Hào có duy nhất mà một chai duy nhất mà Hào sử dụng có mùi út đó chính là Mercedes Le Parfum. Nhưng mà cái Mercedes-Benz Le Parfum á, Hào sử dụng chai đó là bởi vì mùi út nó hiện diện nhưng mà nó không quá rõ ràng, nó chở mức nằm khoảng là 30-40%, còn lại sẽ tăng mùi gỗ, mùi da thuộc nè, và cũng như là những cái mùi green aromatic thôi. Ok, và tiếp theo lại là một nốt hương mà Hào nghĩ sẽ khá nhiều người ghét chung giống Hào á, đó chính là mùi Gourmand. Nhưng mà nếu mình lấy mùi hương của vani không á thì Hào sẽ không ghét đâu. Thậm chí mà có nhiều chai nước hoa nếu mà thùng mùi vani là mùi vani đúng á thì Hào sẽ rất là thích. Nhưng mà nếu mà Gourmand mà vani kết hợp với caramel nè, rồi mùi praline nè, tất cả những thể loại ngọt mà chung thành một cái mùi vani giống như là tonka, vani, caramel và praline có trong một chai nước hoa thì là thôi xong, cái chai đó coi như là Hào không dám đụng tới. Rồi nổi bật nhất đó là Lancôme Lavier Belle, thì chai đó là thôi oh my god, nó có tất cả những thể loại Gourmand mọi người biết được và nó dùng trong chai nước hoa. Và mọi người cũng thấy rằng trong những cái content mà bọn mình làm ở Nam Bộ Phim á, khi mà voting thì này nọ thì con Lavier Belle vẫn là một viên chai nước hoa là gọi là bị ghét nhất ở Nam Bộ Phim ha. Mặc dù mùi hương nó ok nếu mà mọi người xài đúng thời gian, đúng thời điểm ở những nơi lạnh lẽo á. Một nốt hương khác nữa mà Hào sẽ không thật sự quá để tâm tới mà cũng không thật sự là quá ghét, đó là Amber. Hộ phách thì thường luôn Hào nghĩ nếu mà một cái mùi hương mà thuần hộ phách, chẳng hạn như bộ Hào có một cái chai đó là Dior trong cái bộ sưu tập private của hãng á, thì có tên là Embrini. Embrini thì nó lên mùi hương hộ phách nó rất là đúng, một trong những cái presentation rất là đúng của mùi Amber. Nhưng mà Amber nó thì cảm giác kiểu nó ngọt ngọt, nó chung chung, nó sẽ hơi nhẹ giống không hẳn là vani, nhưng mà kiểu như nó cái hướng đi nó sẽ giống vani, nhưng mà kiểu nó sẽ có chút pha một chút gỗ. Còn vani nó sẽ ngọt hoàn toàn, còn em này nó sẽ dừng ở cái ngưỡng là nó hơi kiểu như sao ta, Hào cũng không biết miêu tả cái mùi Amber nó sẽ sao. Nếu mà nằm nền thì ok, còn nếu mà Amber quá nhiều quá thì Hào sẽ cảm giác mùi hương nó bị nó già, đôi lúc nó nghe cái mùi nó hơi giống giấy gạch tông, nó là sao á, những cái bìa gạch tông á. Và tiếp theo mình có những nốt hương khác như là loại cỏ cây aromatic nhưng mà kiểu hướng là gia vị, chẳng hạn như mình có là patchouli, và cuối cùng đó là mùi vetiver. Vetiver là một mùi hương Hào, bộ Hào rất là thích và rất là cực kỳ đam mê, cũng như là mùi signature của hắn luôn. Nhưng mà thật sự Hào thấy vetiver nó quá khô, đặc biệt là giống như thể hiện trong những cái chai như là Sycamore của Chanel hoặc là Encarnacion của nhà Lalique. Nếu mà đúng vetiver thì Hào nghĩ nó sẽ thiên hướng được cái mùi rễ cây á, mà rễ cây là để khô lại rồi á, thì cái mùi rễ khô đó thì Hào sẽ không thích lắm. Còn qua tới mùi patchouli á, thì vấn đề Hào có duy nhất với patchouli đó chính là mùi
mùi nó là một mùi green, một mùi aromatic, nhưng mà nó cảm giác nó bị quá, nếu như là nó là một mùi xanh á, thì mùi xanh mọi người hay miêu tả như là một mùi aromatic đúng không? Nhưng mà aromatic thường nó sẽ sáng màu, nó sẽ rất là tươi, nó sẽ có phần đôi lúc nó sẽ hơi hắc. Và truly á thì nó sẽ đi theo một cái hướng là mùi nó quá tối, và đôi khi nó cái độ hắc của nó, độ gắt á thì nó sẽ bị thành giống như là mùi dầu gió. Điển hình đó là mùi của Prada Loam Intense. Một cái ngoại lệ duy nhất đó chính là Prada Loam Intense là họ sử dụng bởi vì nó có iris, mà mùi iris của em nó quá đỉnh cho nên họ mới giữ lại thôi. Cái việc mà nhìn vào bảng thành phần á, mọi người sẽ không có thể nào mà quyết định được đó là cái chai nước hoa nó sẽ nổi trội ở cái mùi hương nào. Họ vẫn khuyến khích mọi người đó là nên thử đi. Và thử ở đây á không phải là đi ra store thử đâu nha. Nói chung là mọi người phải có trải nghiệm, mọi người phải mua về, mọi người xài rồi. Kiểu như là xuống tiền á, đôi khi nó sẽ hơi on ức, nói chung là hơi tức một xíu. Nhưng mà kiểu mình xài một thời gian mình mới biết là thật sự mình có thích chai đó hay không, nhưng mà thật sự có hợp hay không. Cho nên là mọi người phải có trải nghiệm, mọi người mới biết được mình thật sự thích những cái mùi hương như thế nào. Cứ xuống tiền đi thì mọi người mới biết được mình thật sự cần thứ gì và thích thứ gì nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Number Phum TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga. Hẹn gặp lại mọi người về những video tiếp theo.